Xin chào tất cả các bạn, tên tôi là Phan Văn Cương Và đây là một cái video đầu tiên của tôi trong năm 2016 Thì thông qua video này thì tôi gửi lời chúc chân thành nhất Đến tất cả các bạn đã theo dõi kênh chia sẻ và đào tạo lập trình của tôi Và chúc cho các bạn một năm mới học tập và công tác thật tốt Rồi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay Thì thông qua video này thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái series rất là quan trọng ở Trong việc Um, lập trình web. Cái khái niệm mà tôi nói đến các bạn là chính là responsive. Và sau rất là nhiều uh, cái cái năm kinh nghiệm và nhiều dự án tôi đã làm việc uh, với những uh, cái website tương thích với thiết bị di động thì uh, tôi đã đúc kết và uh, tổng hợp lại để xây dựng cho các bạn một cái series uh, rất là bổ ích như thế này. Thì nó có thể là tiết kiệm cho các bạn rất là nhiều thời gian thì hồi 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 đầu tôi tôi vừa học về cái sport đấy thì hồi đấy khoảng năm 2013 thì hồi đấy thì tôi đọc trên những diễn đàn nước ngoài thì thấy người ta mới nhắc đến cái cái khái niệm này nhưng mà việc học cái cái công nghệ này nó rất là khó vì ở Việt Nam việc chia sẻ nó rất là ít đấy vì thế nên tôi là phải lên trên trang web ebook hãy gật ngang IT Uh, .com thì trên đấy uh, có uh, người ta chia sẻ những những cái cái e book về lập trình thì đó xuống một cuốn uh, ebook 65 m về về này. Thì sau khi download xong ấy thì tôi uh, in nó ra và tôi đọc. Đấy, và tôi đọc là vừa làm ở công ty rồi vừa đọc nó và vừa test. Đấy thì hồi đầu mình cũng không hình dung được là 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 cái nguyên lý hoạt động như thế nào thì để uh, từ cái thời điểm mà tôi tìm hiểu đến cả report này để khi tôi làm được thì mất đến một tháng đấy và ngày nào cũng 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 đưa con sách ra đọc đấy đọc nhưng mà cũng không có ai hướng dẫn cho mình cả và mình cứ đọc như thế đọc và và, và cứ đánh cái cột theo theo những cái gì mà người ta đã chỉ dạy trong cuốn ebook đấy và à, đến một hôm thì cái bài toán mà tôi test ok đầu tiên về report là tôi cho website mình có thể là thay đổi background từ PC qua 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 các thiết bị khác. Đấy, ví dụ như PC là background trắng, rồi đi vào những thiết bị, ví dụ như iPad ngang thì 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 cái background xanh, rồi đi vào những thiết bị nhỏ hơn thì những background khác. Thì sau khi thực hiện xong được cái 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 bài toán đơn giản như thế thì tôi cảm thấy là rất là vui vì gần như cái bản chất nó nằm ở đây rồi. Thì khoảng thời gian tôi Uh, bắt đầu biết cả respond và khi làm việc được. Ok, hiểu được bản chất thì cũng phải mất đến gần nửa năm. để từ khi biết và 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 mình 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 uh, cảm nhận mình làm kiểu tự tin ấy thì mất khoảng gần nửa năm. Thì hiện tại đấy thì từ khoảng thời gian 2023 đến đây thì cũng gần 3 năm rồi, nhưng mà tôi thấy uh, cái lượng kiến thức về response này chia sẻ trên mạng nó rất là ít và gần như các bạn tại hiện nay thì khả năng đọc tài liệu tiếng Anh cũng cũng không được tốt lắm nên là các sản phẩm website ở Việt Nam mình là nhìn chung là cái vấn đề report nó đang còn gọi là khá là yếu nha yeah. và vấn đề report này coi như là một cái điểm cốt yếu trong các uh, sản phẩm uh, về website uh, trong thời điểm hiện tại vì thứ nhất thì nó có thể làm mang lại những cái trải nghiệm uh, rất là tốt cho người dùng uh, thứ hai nữa thì uh, Google vào tháng uh, tư vừa rồi cụ thể là ngày 21 tháng 4 2015 à là nó 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 đưa ra cái toán để đánh giá cái thứ hạng của website trên Google. Đấy. Ví dụ website mà tương thích với thiết bị di động tốt thì nó sẽ được ưu tiên hơn và những website nào đấy mà mà cho dù trước kia cái thứ hạng thứ nó cao nhưng mà uh, sau một khoảng thời gian mình không update cái công nghệ và nó không có tương thích với thiết bị di động thì nó sẽ bị uh, tụt hạng. Đấy thì đấy là ừ. những cái địa, những cái vấn đề mà 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 rất là quan trọng và tôi muốn uh, uh, chia sẻ cho các bạn trong cái series này Đôi thì trước khi đi vào từng nội dung uh, mà tôi chia sẻ ở đây Gồm có 8 nội dung uh, Đầu tiên là giới thiệu, thứ hai là kiểm tra, cách kiểm tra Cặp uh, sai mình có thích với thiết bị di động hay không Đấy, Thứ ba thì uh, chúng ta cùng đi qua một cái demo và tìm ra cái bản chất của nó thứ tư thì tìm hiểu qua các khái niệm uh, first hoặc là PC first đấy uh, năm là uh, chúng ta sẽ đi làm một cái um, menu spawn sáu chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái image trong spawn thì cần lưu ý những về đề gì uh, thứ bảy thì uh, các đơn vị kích thước uh, tương đối trong spawn đấy, Và thứ phần thứ tám thì một cái phần uh, chúng ta sẽ tổng kết lại Cái quả tin chúng ta đã nghiên cứu rồi thì trước khi đi vào tư phần ấy thì chúng ta cùng cùng review qua chúng ta cùng review qua qua một uh, cái website này Để trước khi đi vào tương phần này chúng ta cùng review qua website này thì đây là website mà tôi đã uh, xây dựng để giúp cho các bạn Uh, có thể là, là làm được từng cái uh, công đoạn về response trong một sai. Yeah, đây coi như là một sản phẩm mà tôi sẽ làm demo cho các bạn được trước khi chúng ta tự tay làm từ đầu tới cuối lên được một sai như thế này thì chúng ta cùng xem thử là cái bản chất của response nó nằm ở đâu đấy cái hiển thị cái phân phần phần hiện diện của response trong giao diện ở à, trong cái website này nó nằm ở cái phần nào đấy để kiểm tra sai thì rất đơn giản thôi các bạn uh, thu nhỏ cái màn hình này lại và thực hiện cái công việc có màn hình lại đấy nếu khi bạn có cái độ rộng màn hình lại mà cái cái nội dung ở trong gặp sai mình nó tự động có lại ấy, thì cái này gặp sai mình nó đang còn 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 đã tương thích với thiết bị di động rồi rồi ví dụ như các bạn thấy ở đây thì uh, ngoài này một tí đây ở đây thì sai mình hiện tại nó có hai cột đúng không cái phần này có hai cột nhưng các bạn chỉ cần thu nhỏ hơn một tí nữa thôi à, thì phần content nó nằm nguyên nguyên cột như thế này đấy và cái phần size ba lúc này thì nó sẽ được đẩy xuống dưới nha yeah. to lên một cái đây là có ba ba cái tin thì cùng một hàng khi bạn có nhỏ lại ba tin nhưng mà nhỏ hơn nữa thì nó lại còn hai tin đúng không rồi ok và khi nhỏ hơn đến mức cuối cùng. Đấy thì ở đấy thì thì à, mỗi dòng à, của mình ấy, thì chỉ có một một cái tín thôi. Rồi và còn một cái hai nữa là ở đây thì mình thấy này ở bên side ba của mình là có quyết ghép một hai ba bốn được chưa? thì hai cái quyết ghép hai và bộ này thì hai quyết ghép mình tô hai cái màu khác với những quyết ghép còn lại. thì hai cái màu này thì mình à, à, tạm định nghĩa nó là hai cái vùng này là hai cái vùng không quan trọng lắm. Yeah, nó không quan trọng lắm trong cái website này đấy thì khi mình đưa ra khái niệm không quan trọng lắm là gì là vì khi chúng ta khi kể cái, cái diện tích để hiển thị nó to ấy, thì mình có thể đưa lên những cái phần không quan trọng lắm đưa lên hiển thị luôn cũng ok nhưng mà khi cái diện tích của 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 cái phần hiển thị của sai mình ấy, trên thiết bị nó càng nhỏ đi thì chúng ta phải chắt lọc những cái phần uh, phần nào thật là quan trọng thật là cố động ở trong website mình để cho người, người dùng người ta thấy thôi thì ở đây thì chúng ta sẽ ở đây hai phần này, hai phần không quan trọng nhé chúng ta sẽ co lại đây co lại nhỏ thì sau khi co lại nhỏ thì chúng ta thấy cái gì thấy hai cái phần không quan trọng đấy nó sẽ tự động nó mất đi đúng không rất là hay đấy thì đây là một số cái review qua những qua cái sản phẩm mà chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu Uh, nghiên cứu uh, về cái bản chất gì như thế nào và từng bước từng bước làm lên một cái giao diện như thế này như thế nào rồi ok thì đây là một cái video coi như là video review về cái series của mình và hẹn các bạn ở video kế tiếp chúng ta sẽ đi vào từng phần một của cái series này xin chào và hẹn gặp lại các bạn